Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Nguyễn Văn Phương chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các địa phương để ứng phó với tình hình mưa lũ. Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh đề nghị các sở ngành địa phương, đặc biệt là vùng có nguy cơ cao, cần tập trung triển khai ngay các phương án đối phó với lũ và sạt lở đất. Theo các kịch bản mới nhất của Tổng cục Khí tượng thủy văn, các chuyên gia đầu ngành nhận định tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ là một trong những tỉnh tâm điểm của đợt mưa lớn lần này, kéo dài từ ngày 14 tháng 10 đến ngày 16 tháng 10 tổng lượng mưa từ 500 đến 700 mm, có nơi trên 800 mm, thậm chí có nơi 1.000 mm. Hiện văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã ban hành công điện số 08 về ứng phó với mưa lớn, trong đó chỉ đạo các chủ đập vận hành hồ chứa thủy lợi, thủy điện tăng cường đảm bảo an toàn công trình và góp phần giảm lũ cho vùng hạ du trong các ngày qua ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã có lần vận hành các hồ thủy lợi thủy điện tăng cường phạt điện qua tua bin qua tràng để đưa về mực nước mức thấp và sẵn sàng đón lũ có 10 hồ thủy lợi nước đang qua tràng, toàn bộ cả hồ chứa nước thủy lợi có cửa van trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế đều mở hoàn toàn cửa van để trang tự do từ 19 tháng 9 năm 2022 đến nay 13 hồ thủy điện đang tăng lượng xả chạy máy trên cơ sở phương án căn cứ diễn biển về tình hình bảo lũ chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đề nghị các địa phương chủ động điều chỉnh số lượng người sơ tán, quyết định thời gian và ưu tiên triển khai sơ tán các đối tượng dễ bị tổn thương như trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ đang mang thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, người khuyết tật, người bị bệnh hiểm nghèo tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân bố trí lực lượng kiểm soát hỗ trợ hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông nhất là qua các ngầm tràn khu vực bị ngập sâu nước chảy xiết không để xảy ra thiệt hại đảm tiếc về người chủ tịch đặc biệt lưu ý các địa phương cần ra soát lại các địa điểm nguy cơ cao sạt lở và ra soát đảm bảo sơ tán người ở các vùng sạt lở đặc biệt là các đội thi công công trình nhà dân ở vùng nguy hiểm